Nhìn tay trang nghiêm khắp hồ trì, nhìn mặt quang minh khắp quan chiếu, trong lời chân thần tuyên mật ngữ, trong tâm vô sớm khiến mãn nguyện mọi cầu, vẫn viễn diệt trừ bao tội nghiệp, lòng thiên thành chung đồng tử hồ, ngàn trăm tam muội đốn trừ nguy
Thank you.
Bye.
sáng kiến đường độ thân. Cần thân Thế Thích Bồ Tát liên hiện thân Thế Thích Đệ vì nói pháp niệm đường độ thân. Cần thân Tự Tại Thiên Bồ Tát liên hiện thân Tự Tại Thiên Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Đại Tự Tại Thiên Bồ Tát liên hiện thân Đại Tự Tại Thiên Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Thiên Đại Tướng Quân Bồ Tát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Tỳ Xá Môn Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Xá Môn Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Tiểu Vương Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Trưởng Giả Bồ Tát liền hiện thân Trưởng Giả Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Cư Sĩ Bồ Tát liền hiện thân Cư Sĩ Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Tề Quan Bồ Tát liền hiện thân Tề Quan Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Bà La Môn Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn Đệ vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Hưu Bà Tăng Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tăng Đệ vì nói pháp kiến đường độ thoát. Cần thân Phụ Nữ Bồ Tát liền hiện thân Phụ Nữ Đệ vì nói pháp kiến đường độ thoát. Cần thân Đồng Nam Đồng Nữ Bồ Tát liền hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ Đệ vì nói pháp kiến đường giải thoát. Cần thân Trời Đồng Già Xa Bồ Tát đều hiện thân như họ Đề vì nói pháp kiến đường độ thân. Cần thân Châm Kim Cương Thân Bồ Tát liền hiện thân Châm Kim Cương Thân Đề vì nói pháp kiến đường độ thân. Bồ Tát Ni Quán Thế Âm Bồ Tát thần từ không đức rộng lớn như thế độ thứ thân hình thân các cõi nước. Vì vậy cả chúng phải nên siêng năng cung kinh cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm hằng cử những tai nạn nguy cấm kiến nên sợ hãi. Cho nên gọi ta ba gọi ngài đã bừng thì vô ý vô tần đi bành thế tôn. Còn nay xin cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm liền cười chuỗi ngọc nơi cổ giá trị trắng ngàn lạng vàng. Dân cung thưa rằng xin ngài vui lòng nhận chuỗi ngọc trân bảo pháp thi này. Bồ Tát Quan Thế Âm từ chối không nhận vô tần ly bạch. Xin ngài thương xót nhận chuỗi ngọc này bây giờ vẫn bảo Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông hãy thương xót Bồ Tát vô tận lý và bốn chúng trời đồng và xóa tan thật bà. A tu la ca lô la na na ma hầu la già nhân cùng bi nhân ma nhân chuỗi ngọc. Quan Thế Âm Bồ Tát vì thương bốn chúng trời đồng liền nhân chuỗi ngọc chia làm hai phần. Một phần cung dường phần Thích Ca Mâu Ni, một phần và dân cung ra tham đứng đa bào. Bồ Tát Ni Quán Thế Âm Bồ Tát đi thăm cõi ta và thần lực từ ta như thế. Bây
giờ Vô Thân Ni Bồ Tát dùng thề tuyên lại nghĩa thế. Thế Tôn Đô Nhiều Thương, con nay này xin hỏi Phật tự nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm? Đứng đây Đô Thương Tôn về Nam Mô Thần Ni Năng Thế Hành Quán Âm theo ứng cảm cung đồ. Thế đồng sâu như biết nhiều kiếm có nghị bàn hầu nhiều nghìn đức Phật phát nguyện lớn thanh tình. Ta vì ông lượng nói nghe tên và thấy thân tâm niệm không luôn uổng hay diệt khô các coi. Dù bề khe văn tâm số đơn hâm lửa lớn do sức niệm quán âm hầm lửa biến thành đâm. Hàng trôi gian bề lớn các nạn quỷ cả rồng do sức niệm quán âm sông lớn không thể chìm. Hàng thờ đình tu di bi người số ngà xuống do sức niệm quán âm như mặt trời trên không. Hàng bề người ăn đuổi rượu xuồng nuôi kim cương do sức niệm quán âm chẳng tổn một mảy lông. Hàng gầm chẳng ngon bơi đều cấm gia bán hoài do sức niệm quán âm cùng nhau khởi tư tâm. Hàng bề khổ nạn quán hình màng sắp mất do sức niệm quán âm giao liền gãy từng đoàn. Hoàng thù giam xiềng xích tay chân bị ngâm cùng do sức niệm quán âm từng thời được giải thoát. Nguyện rùa kháng thương đồng muốn làm hại thân mạng do sức niệm quán âm lại trở về người ấy. Hoàng cầm mạng na sáng đông đồng kháng quỷ trừ do sức niệm quán âm từng thời không giảm hại. Hoàng thu giữ vây quanh anh vương nhọn đang sợ do sức niệm quán âm trung vội và bỏ chạy. Đàn đồng và bao cả mới đồng khoai lừa đồ do sức niệm quán âm theo tiếng từ bỏ đi. Mây sân xe chớm nổ xô xôi mưa đà mưa rào do sức niệm quán âm liền trời quang tâm. Chúng sanh vi khổ anh vô lượng khổ bứng thân xưng diệu trì quán âm hay cựu thể giang thoáng. Đầy đủ xưng thân thông rộng thu trì phương tiện thăm mười phương còi được nơi nào cũng hiện thân. Các loài trong đường ác địa mùng quỷ xưng sanh khổ sanh già bệnh chết dần dần khiến dần hết. Trần quang thân tình quang quang đại trí tuệ quang bi quan và từ quang thường nguyện thường chiếm ngưỡng. Trí thân tinh dài thoáng về sáng phá tội tâm hay diệt làm gió lửa soi chiếu khắp thế gian. Vì thế đánh như sân chiều dường mây mưa phong bị cám đồ dầm tắm lửa phiền nào. Kiền tùng đến cửa qua trong quân trần sợ hãi do sức niệm quán âm bao oán thù đều dài. Nhiều âm quan thế âm phàm âm hại chiều âm tiên thể gian khốn sanh vì thế nên thường niệm. Niềm niềm chớ sân khi qua năm bừng tình thành chính là nơi nương tựa cho sinh già bình trên. Đồ tấn ca công đức mắt tự nhìn chúng sanh phúc tù như biển lớn cho nên phải đền lệ. Bây giờ trí địa Bồ Tát liên từ chỗ ngôi đền chưa Phật bằng thế thôi. Nếu có chúng sanh nào được nghe phẩm phổ môn thì hiện đạo hiện từ tài xứng thần thông.
Của Bồ Tát Quán Âm Ba Thiên Công Đức người đã công kính Phật nói phẩm Bồ Môn Sâm. Trong chúng có 84.000 chúng sinh phát tâm vô thượng Nga Bồ Đề. Quán Âm Bồ Tát tùy tâm chú an đa lì đa lì đốn đa lì đốn đốn đa lì sa bà ha. An đa lì đa lì đốn đa lì đô đô đa lì ta bà ha. Thần chú lùng thờ đại minh ma ni bàn minh hồng an 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 ma ni
trừ. Người ác trói trăng nay gợi bỏ, dục giới sắc giới vô sắc giới xin đoàn triền miên hữu lầu nhân. Nhiệm nhân nhiệm quả nhiệm trần duyên nguyện quyết đời đời không nổi tiếng. Còn hiện hậu nghiêm tam thể hoan kiên bình diệt trường và trai ba giới ba uy nghi hiện thầy chi tâm cầu sám hối. Nghiệm chương ba chương phiền nào chương đều không quên Phật kinh pháp kinh chân tăng thanh tịnh và thân sớm hôn hiền chỉ tâm quy mạng đàn đệ nhị căn kiên thông đại bi linh cảm quan thế Oh.